Đã có những ngày mà cơn mưa kia đang hạt đang rơi lách tách ở ngoài ban công, thằng nhóc đang chạy trong nhà sung sướng với chiếc áo len mà mẹ đã xong lớn khôn với những bài học mẹ dạy. Gặp người đằng xa là phải chào hỏi, chiếc đĩa duy nhất ở trong mâm cơm luôn là rau muống xào tỏi. Chúng ta nghèo nhưng chúng ta sống phải giữ nét, lời mẹ răn đe luôn là động lực để mình hoàn thiện cái chữ nết. Đi vào Sài Gòn tuổi thanh niên tràn đầy sức trẻ, mỗi lần mẹ gọi chỉ nhắc con trai phải luôn giữ gìn sức khỏe. Cả đêm nhiều đêm mầy mò trong phòng thu, cả tàn là nơi chứa đựng thuốc độc phải đổi bằng một vài giấc ngủ. Câu nói bất hủ, ta phải thật thành công trong việc làm người tử tế, trong việc đối nhân xử thế cũng chẳng cần thành bà thành ông. Những việc còn chưa làm xong 2021 suýt mất bên thân, gần kề gánh chết đến khi hương tới bác sĩ không còn một cách nào khác. Bố mẹ đành nhờ thiên nhiên, giây phút sinh tử trôi qua trước mắt mới hiểu được tính cha mẹ thiêng liêng. Quý giá đến nhường nào, đau đớn trên giường bệnh ấm áp rồi thở vào khi bố mẹ nằm cạnh, nước mắt chảy ngang mặt nghĩ về những lần sai, và con là kẻ may mắn vì được bố mẹ bắt sống trong lần hai. Hoa vẫn còn bay kẹt ngầu hương, nụ cười này và ta như nguyên ước chạm vào gương, những lời phán xét và tán dương hóa thành kim cương đạp vào xương. Không để vui tôi gọi là tiếng khóc mới, chữa lành mọi vết thương cùng đi xăm chim cóc tôi. Họ dạy tôi ngỡ cao đầu, cho dù đang như vách công, tôi không nhớ những lời dạy bởi vì chỉ thuộc lòng khát sống. Và ở trên thế gian này tôi đâu có muốn bị so sánh nhiều, mẹ không được đâu chỉ tại gió đôi khi là do cánh chiều. Mẹ không có hình xăm nhưng đôi nhưng chân thời luôn nhớ nhất. Tại sao ta chỉ biết trân trọng đến khi phải tiễn người ta xuống đất? Khi ta vào nhẹ nhõm thì phải nhớ những ai chịu nặng cùng. Tâm sẽ luôn xin tướng bao những cái đẹp sẽ hiện lên trước dung. Chúng tôi lòng biết ơn đã chẳng khác đâu là sự mất của các cùng khi tâm đời tâm hồn. Người vĩ đại không ép tất cả vì hiểu mình, ai rồi cũng phải trải qua một thời điêu linh trước khi bị che bay cho cơ hội được siêu sinh. Muốn một lần được đứng đầu bảng phải trải qua nhiều lần muốn đầu hàng. Không có nghịch cảnh hoài bão, có lòng vững chãi khi hướng đến sự cầu toàn. Phải có những ngày cơ hàng mới biết trân trọng từng đồng khi được giàu sang. Chiếc cương là thứ đáng tin duy nhất khi nhiều bí mật từng được bầu bạn. Không bao giờ được đầu hàng nếu muốn trở thành nhà cầm quân. Con sáu từ đàn chỉ nên cất giọng khi những hành lý đã thấm nhuần. Không ủy mị trước thị phi, lúc tỉ mỉ trong suy nghĩ có bi lụy vững lý trí trước khi đi. Cảm ơn lòng người đã dạy ta ba bài học sau những lần lỡ dài, nên học cái sống một mình bởi vì không phải ai đến cũng quay lại. Như trẻ trong tay sẽ chỉ chứng tạo kinh được trực chí với xài. Sống quay trên tình tải đứng là ngoài gia đình ta không phải ai. Bùng hết chất mình. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon. Phiếu cùng rap Việt. Cảm ơn những con người còn sót lại mà họ có thể cho chúng ta thấy là những rapper nội tâm đứng một mình trên sân khấu không cần phải làm động tác gì mà vẫn cảm nhận được tâm hồn của họ. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you.
Đúng là hợp lý khi tiết mục này là tiết mục cuối cùng để chúng ta đồng lại những gì sau một cái trận dịch khó khăn mà tất cả chúng ta ở đây phải đối diện để hoàn thành một mùa rap Việt lần thứ hai không dễ dàng một chút nào. Rõ ràng là như thế. Tất cả những tâm sự, những cái quyết tâm đã được thể hiện trong cái bài vừa rồi. Và xin cảm ơn cả bốn nguồn năng lượng. Mỗi một nguồn năng lượng đều là một cái chất nổ. Mà tôi không hiểu tại sao lại để bốn chất nổ gần nhau mà nó vẫn tạo ra được một sự thăng hoa cực kỳ hài hòa mà không chen lấn với nhau. Đây là một tiết mục thật sự sẽ để lại cho sự nghiệp của các bạn một dấu ấn đáng để chúng ta lưu giữ suốt đời. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Team Garrix. Một chút có thể nói về tiết mục. Trước hết thì em xin đặc biệt là cảm ơn chân thành đến anh Tuấn Khanh đã có mặt tại Rap Việt. Mỗi lần anh cất giọng lên thì da gà của em nổi hết cả lên. Em không biết tả sao nhưng mà cái sự có mặt của anh ở đây là quá hoàn hảo để nuôi dưỡng được rất là nhiều những cái bạn trẻ yêu rap, yêu rock. Em nghĩ là mọi người xem truyền hình cảm nhận được cái điều thiêng liêng mà mọi người đang muốn hướng đến. Thank you. Tuy có thấy đây là một phần biểu diễn mà cái cảm xúc của nó thực sự là được trọn vẹn 100%. Lúc đấy anh lên, anh vắt tay thấy Rick, anh cảm thấy là anh rất vui mừng khi mà cái hình ảnh hơn 10 năm trước của em đã quay trở lại. Anh cũng không thể nào anh biết đến bao giờ anh mới được chứng kiến một cái màn trình diễn như thế. Và hôm nay thì anh cảm thấy thực sự là Rap Việt đã làm sống lại Rick đúng không ạ? Đi lâu với cả si trên đúng là những cái mảnh ghép còn thiếu để ghép vào cái phần biểu diễn này. Em dành một sự ngưỡng mộ cho anh Tuấn Khanh nữa, bởi vì trước đây em hát em cũng cố thể hiện nhiều cảm xúc nhưng mà em chưa giờ em làm được cái điều đó trọn vẹn như anh làm trong sân khấu Rap Việt hôm nay. Cảm ơn em. Mời Bin. Trước hết là em cảm ơn anh Tuấn Khanh trước, em xin phép nói với người bạn của em. Thực sự cái điều này nó không xảy ra một đêm với Rick. Và em nghĩ tới thời điểm hiện tại, kể cả tương lai đi nữa, rất khó để mình tìm được ai đã vượt qua cái ngưỡng của Rick, ở cái thể loại Rick đang làm từ trước đến giờ. Những cái trăn trở của Rick nó không bao giờ nó cạn hết. Và cái đó nó luôn là cái nơi để cho Rick tìm về và làm nên tuyệt tác từ nó. Hơn nữa cái điều đó từ Rick nó mang tiếng gào của C-Chain và D-Lo. Thực sự cái bài này nó mang tụi em lên ở ngay cạnh Rick luôn. Và cái mảnh ghép cuối cùng chính là cái vocal cao chót vót của anh Tuấn Khanh nó mới gắn được những cái dòng cảm xúc như núi lửa như vậy. Thì em nghĩ nó là một cái tác phẩm tuyệt vời, nó là cái masterpiece của Rick. Đây là một okay. Cảm ơn mọi người. Đó, thực sự như anh Binzy chia sẻ thì đúng là không có bất kỳ một ai có thể sánh ngang được với anh Rick tất cả các cái dòng về nội tâm và khai thác cảm xúc con người một cách tài tình và tinh tế được như thế. Như anh Rick lúc nãy có chia sẻ là các bài vòng này nó rất là dễ hit và chắc chắn anh Rick bước lên sân khấu và làm một điều tương tự và đặt tên đội mình vào trong cùng với cái list danh sách toàn hit như vậy. For sure. Cảm ơn. Rất là cảm ơn mọi người đã đặt trái tim mình và đôi chân để chạy nhanh hơn bình thường một chút để chúng ta có thể gặp nhau tại một cái giao điểm, đó là giao điểm của tình yêu dành cho rap. Mời quay. Dạ, thưa anh Thành, em cảm thấy rất là hay khi mà mọi người đã vận dụng cái nội tâm này với cái dòng nu cảm xúc của tất cả mọi người khi làm cái bài này nó rất là phù hợp và chọn thể loại nhạc rất là đúng. Và em thấy ở đây là cái cơ hội cho các bạn trẻ như là C-Chain hay là D-Lo có thể làm ra một cái tuyệt tác như thế này. Và Karik, bạn già của em thì em không có cái lời comment nào nữa dành cho Karik, bởi vì ai cũng hiểu hết rồi. Và em cũng rất là cảm phục anh Tuấn Khanh về cái sự hỗ trợ dành cho thế hệ trẻ đang trên đà phát triển. Em nghĩ là trong tương lai, từ cái năm mới này trở đi nè, nhạc rock và hip hop nó sẽ là trend của nguyên cái năm tới luôn đó. Giao thoa nha. Dạ. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Tuấn Khanh đã tham gia cùng với Rap Việt và mang đến cho khán giả cùng với lại tất cả mọi người ở đây những cảm xúc thật sự thăng hoa. Quý vị và các bạn đừng quên bình chọn cho Team Rick, mã số 01 C-Chain, mã số 07 D-Lo. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.